Hello, dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị và đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube kể chuyện Ngọc Family Channel. Mến chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui như quý vị. Thì video này chỉ nhằm mục đích là mang tính chất giải trí. Nếu có gì sai sót thì mong quý vị thông cảm bỏ qua ha. Thì bữa nay em làm clip nói về hai vợ chồng mà cái chuyện mà coi như là anh bầu quá làm cho cái tối em gụng trụ lũi luôn nè. hu. Đây là những cái clip mà nó mang tính chất giải trí cực mạnh. Mến mời đại gia đình của mình cùng lắng nghe ha. Thì có một cái bà vợ với hai chồng này dưới quê. Mà dưới quê mà miền Tây đó quý vị, gái miền Tây là nổi tiếng là thật thà chất phác ha. Có một anh chồng rất là hiền mà sợ vợ vô cùng luôn. Đó. Thì cái cô vợ này em bắt đầu là mới đang ngồi coi truyền hình vậy nè, nhìn xuống, nhìn lên, nhìn xuống, đi kiếm ông chồng để hỏi cho ra lẽ. Anh ơi, anh đâu rồi? Kiếm ra ngoài giường, kiếm không thấy ổng luôn. Đi ra sau bếp không thấy luôn. Mà đi ra sau hè thì thấy ổng đang ngồi, đang câu cá ngay cái mương á. Thì bà vợ mới chạy ra nói, anh làm cái gì vậy? Em kêu anh tự kiếm anh từ nãy giờ mà không thấy, không nghe anh ơi hở gì hết trơn á. Kêu anh ơi, anh ơi hoài luôn. Ủa vợ kêu anh hả vợ? Ủa mà kêu anh có gì không? Có gì gì? Tao nói ngày nào cũng vậy hết trơn á. Anh cái miệng anh vậy đó. Mà anh cạp một cái tao nói hả? Tao nói hồi xưa mới cưới nhau về ha, nó còn xanh mướt luôn. Nó em đếm gõ gàng là có 2.700 cọng lông ha. Mà bây giờ anh nghĩ sao mà ngày nào cũng làm riết mà bây giờ còn có 400 cọng lông à? Là sao? Nó cái miệng vậy mà cứ cạp đè riết cạp riết thành nên thử ra bây giờ cũng có 400 cộng lông thôi. Chịu gì sao nổi, thấy không? Bớt bớt là nha anh, tém tém là nha, chứ cứ đại vậy là không được rồi đó. Nếu mà còn vậy mà tôi mà đếm là mà nếu mà còn 400 cộng này mà nó còn gúng một cộng nào nữa nè là nghỉ luôn, nghỉ phẻ luôn nha ông anh. Ông chồng nói thôi được rồi, để anh rửa tay đi rồi chút anh vô anh làm cho. Bảo đảm lần này không có gụng cộng nào đâu, không có lo. Nhưng rồi bắt đầu vợ nói, bà vợ mới đi vô. Anh nói là phải giữ lời nha, giờ em vô đó. Ủa mày có rửa ráy gì chưa? Chứ chưa có rửa ráy gì vô làm. Trời ơi tôi sợ lắm, sợ cái mùi chịu không nổi luôn bà ơi. Hên xui đi anh. Bà vợ đi vô. Đi vô te đi vô vậy đó. Ông chồng mới suy nghĩ lắm, trời, con này mà nó không có rửa ráy gì là thôi là không ai dám luôn đó, không dám tới gần luôn. Trời ơi, chịu nổi luôn cái mùi nước mắm. Cái em chồng mới vô cái nói giờ sao bà ra đi, giờ ra bà rửa đi. Ơi, không có rửa là không ai dám làm bà đâu bà ơi. Ông chồng dắt bà vợ vô rửa. Rửa. Vậy giờ hai đứa mình làm trong đây luôn nha. Bảy làm đấy rồi má vô, má đi chợ về bà thấy là kỳ lắm. Để vô phòng đi rồi tha hồ cho đếm. Nhưng mà nhớ nha, không được làm gụng cộng nào nha, gụng cộng lông nào là bắt đền á, không có cho làm nữa đó nha anh. Biết gọi nói hoài à, là hồi vô trong cho làm một cái. Vừa mới đi ra, rửa xong đi ra, ông chồng đứng nói gì? Em nói là cho làm có một cái thôi hả? Ủa chứ anh muốn mấy cái? Trời ơi, một cái mà anh làm có 1 phút à. Cái gì? 1 phút hả? Tướng thằng này ngon lành gì mà em nói 1 phút cái gì? Ít nhất anh cũng làm được 3 phút nghe không? Chứ cũng làm được 3 phút nha. Thì đây là cái câu chuyện nó ngắn, nó mang tính chất giải trí vui thôi, góp vui cho quý vị thôi. Chứ nhiều người không hiểu thì nhào vô bấm chửi xối xả tội nghiệp em nha quý vị. Thì mong quý vị mà nếu có điều chi sai sót xin bỏ qua cho em. Thì mục đích là mang tính chất giải trí cực mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.